và giao nhận bia Sài Gòn đã chọn nhà sản xuất Hino Nhật Bản để đầu tư mới 30 xe đầu kéo nhằm đảm bảo nhiệm vụ vận chuyển, đáp ứng được nhu cầu vận tải trong thời gian tới. Ông Vũ Viết Giáp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc công ty. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Nguyên, Phó Giám đốc công ty. Thưa quý vị, về phía công ty vận tải bia Sài Gòn Sabetrans, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đàm Phan Liêm, Tổng Giám đốc. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phí Đức Trung, Trưởng ban Vận doanh, đại diện Tổng công ty bia Sài Gòn. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Duy Hạnh, Phó Tổng Giám đốc. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoài Bắc, Phó Tổng Giám đốc. Ông Junji Mizuno, Tổng Giám đốc Hino Sales Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Vương Hùng, Phó Tổng Giám đốc Hino Việt Nam. Xin Văn Phụng, Trưởng phòng Kinh doanh Hino Sales Việt Nam. Thưa quý vị, về phía khách mời, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Văn Quảng, Chủ tịch Hiệp hội. Thưa quý vị, về phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Việt Cường, Giám đốc khối kinh doanh. Kính thưa quý vị đại biểu, thay mặt ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn sự có mặt của các đại biểu trong ngày hôm nay. Nhãn hiệu Hino đã, đang và sẽ dành cho những người sử dụng sành sỏi, yêu cầu cao và tín nhiệm lâu bền. Hôm nay, tôi xin bày tỏ lòng tri ân đối với công ty cổ phần vận tải hữu hạn bia Sài Gòn, Sabetrans, một đơn vị cùng là hội viên của chúng tôi trong liên hiệp hội vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng để mua và sử dụng 30 xe đầu kéo Hino SS700 nhằm nâng cao năng lực vận tải, hiệu quả kinh tế, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Tôi rất hân hạnh được tham dự buổi lễ bàn giao xe đầu kéo ngày hôm nay với 30 chiếc xe đầu kéo Hino hai cầu model SS là sản phẩm hàng đầu chất lượng cao của chúng tôi với màu sơn xanh Sài Gòn Petro đặc biệt mà chúng tôi gọi đó là màu xanh Sabetrans. Thưa quý vị đại biểu, sau nhiều năm hoạt động mà chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi được biết rằng là dòng xe Hino là một dòng xe do Nhật Bản sản xuất. Đây là một cái dòng xe rất là mạnh mẽ. Lễ ký kết bàn giao 30 xe đầu kéo Hino Nhật Bản. Hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hơn nữa thưa quý vị. Vậy là những chiếc xe màu xanh với màu xanh rất là rực rỡ và lâu dài. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Một cái nữa để chứng tỏ là Sabetrans tổ ô tô 2 là hội viên trong hiệp hội vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh thì giúp đỡ nhau cùng nhau là công tác phát triển vững bền. Hino là nhà sản xuất xe tải hàng đầu Nhật Bản với 100 năm đứng vững trên thị trường và với hiện nay sản phẩm của Hino đã có mặt trên 80 quốc gia.